Xin chào mọi người, ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ những gì mình làm trong buổi tối cuối tuần thư giãn và chăm sóc bản thân. Thường thì trong tuần mình sẽ khá bận rộn và cả buổi tối có thể chỉ xoay quanh ăn, học bài, nghịch điện thoại, làm một số thứ linh tinh rồi đi ngủ. Thế nhưng mỗi tuần mình đều cố dành ra một buổi tối để thật thoải mái, thư giãn và làm những thứ rất con gái để chăm sóc bản thân. Ngày đầu tiên khi mình trở về nhà là mình sẽ dọn bàn học. Tuần vừa rồi mình cũng được thi giữa kỳ tiếng Hàn nên mình cắm chốt ở phòng tự học của trường. Hầu hết không ngồi vào bàn học nên đồ đạc trên bàn rất bừa bộn. Mình không phải là người có bản tính gọn gàng ngăn nắp, nhưng mình luôn cố gắng ép bản thân trở nên gọn gàng nhất có thể. Mình thấy dọn dẹp cũng có thể xả stress rất tốt, đặc biệt là khi nhận được thành quả là một cái bàn học sạch sẽ thoáng đãng. Tẩy trang. Mình mua loại khăn giấy tẩy trang này ở bên Hàn vì được sale. Sau khi sử dụng thì thấy khá thích vì tẩy khá sạch và vẫn giữ được ẩm cho da. Hôm nay mình có sử dụng mascara nên sẽ dùng thêm cả loại tẩy trang mắt môi này của Nhật. Hơi mắc một chút cho một chai nhỏ nhưng mình thấy cũng dịu nhẹ và dễ dùng. Mình rửa mặt với sữa rửa mặt của hãng Simple. Hôm nay mình cũng sẽ tẩy da chết cho da mặt nữa. Bình thường mình sẽ tẩy da chết khoảng 2 lần một tuần. Mình cũng đang sử dụng tẩy da chết của hãng Simple luôn. Tiếp đến là bước mình thích nhất, đó chính là bước đắp mặt nạ đất sét. Mình sử dụng mặt nạ I'm the Real Shrek Clay Mask mà mình mua tại Hàn Quốc. Mình mua mặt nạ này vì lúc đó đang được sale và nhìn vào bên ngoài cũng dễ thương nữa. Lúc đắp lên mặt thì thấy da mặt mát mát nên cũng khá thích. Mình thấy mặt nạ này cũng vô thưởng vô phạt, không phải loại mặt nạ sẽ đem lại hiệu quả gì quá đặc biệt, nhưng mình vẫn rất thích đắp mặt nạ, phần nhiều là vì mình yêu cái cảm giác chăm sóc bản thân thôi. Ta-da, giờ thì nhìn mặt y chang cái bao bì luôn. Sau khi đợi mặt nạ khô, mình sẽ sờ móng tay. Mình sẽ tẩy móng móng cũ đi trước. Móng mình sẽ sơn là một màu hơi nút và không quá nổi bật. Thường thì mình sẽ chỉ thích những tông móng như thế này thôi. Mình sơn móng tay xấu lắm nhưng nhiều móng tay có màu tí cũng cảm thấy lung linh, xung xính hơn nhiều. Ngày hôm nay mình sẽ đắp cả mặt nạ cho tóc nữa. Trước mình thích nghịch tóc lắm nên là tự tẩy tóc rồi nhuộm tùm lum. Chắc mọi người cũng biết ấy, thì tóc tẩy luôn sơ và khô hơn tóc thường rất là nhiều. Đặc biệt là trong thời tiết mùa đông của Hàn Quốc thì cứ phải gọi là khô cong luôn. Thế nên mình sẽ sử dụng dầu dừa để ủ tóc nhé. Mình là một người rất thích sử dụng dầu dừa vì nó có nhiều công dụng tốt. Nếu mọi người quan tâm mình sử dụng dầu dừa như thế nào thì hãy comment ở phía dưới để mình biết là còn làm video nha. Mình sẽ bôi dầu dừa lên tóc. Mình bôi nhiều ở phần đuôi tóc vì phần đó là phần mình tẩy đấy. Thoa đều khắp cả tóc thì mình chỉ búi lên và để đó khoảng 1-2 tiếng. Trong lúc đợi ủ tóc thì mình thường sẽ lên mạng đọc linh tinh, xem YouTube hoặc xem Kim. Nói chung là những thứ mình yêu thích và đem lại cảm hứng cho mình.
bây giờ thì mình cũng phải gấp đống quần áo mới giặt và xếp vào tủ nữa. Mình thích nhất là mùi quần áo mới giặt vừa sấy xong, thơm thơm ấm ấm ấm, cảm giác rất là sạch sẽ. Bây giờ thì gội đầu và tắm rửa thật sạch nào. Theo kinh nghiệm của mình thì bôi dầu dừa phải gội đầu thật kỹ, nếu không tóc sẽ bị bết vì dầu. Không gì bằng việc tắm nước ấm trong những ngày đông ẩm độ như thế này, xì chết mệt mỏi cứ phải gọi là tan biến hết. Mình sấy sơ qua tóc và lúc tóc còn ẩm thì tết lại hai bên. Mình tết xấu lắm mà cũng không cần đẹp đâu. Tết thế này thì để qua đêm là sáng hôm sau bỏ ra tóc sẽ xoăn đấy. Thỉnh thoảng thay đổi tí cũng thấy vui mọi người ạ. Mình nói chuyện với gia đình bạn bè, xem video thêm một chút là đến giờ đi ngủ rồi. Trước khi đi ngủ mình sẽ lau mặt với nước hoa hồng Beauty Water yêu thích của mình. Sau đó mình sẽ thoa kem dưỡng ẩm Muji và xài thêm cả serum nữa. Dạo này mình có một vài bạn mụn ghé thăm nên mình sẽ chấm loại thuốc mụn này nữa nhá. Loại thuốc mụn này thì bạn mình giới thiệu cho mình, mình thấy dùng rất là thích, thế nên mọi người tham khảo nha. Vậy là hết video, đến giờ đi ngủ rồi. Bây giờ ở nhà cũng là 28 Tết rồi mọi người nhở. Chắc ai cũng đều đang bận bịu dọn dẹp, nấu nướng chuẩn bị Tết. Nếu có thời gian trước khi qua năm mới dành một buổi nghỉ ngơi thư giãn và chăm sóc bản thân như thế này thì thích mọi người nhở. Nếu mọi người thích video này thì hãy like và đăng ký theo dõi kênh của mình nhé. Mọi người cũng có thể theo dõi mình trên Instagram Maytan để cập nhật về cuộc sống thường ngày của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong một video sau nhé. Cảm ơn mọi người thật nhiều. Bye bye.